Ngày 3 tháng 5 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ Bùi Quốc Việt, sinh năm 2002, Đá Nông, vì liên quan đến vụ đánh nhau khiến hai người thương vong. Việt bị cơ quan điều tra ra lệnh truy nã vì liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào ngày 12 tháng 2 năm 2023. Sau khi cùng nhóm người dùng dao kiếm chém, khiến hai người thương vong, Việt đã bỏ trốn sang Campuchia. Sau đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Việt. Sau thời gian theo dõi, khi phát hiện Việt từ Campuchia về Việt Nam, nên các trinh sát đã bí mật theo dõi Việt. Khi Việt vừa về đến địa bàn tỉnh Bình Dương thì bị bắt giữ. Ngày 12 tháng 2 năm 2023, Lâm Văn Vui, Nguyễn Văn Vũ em cùng một số người rủ nhau đi nhậu. Khi đi đến đoạn đường Thuận Giao 20, thì Vũ em bị Trần Thúc Bảo, sinh năm 1983, quê ở An Giang, chạy xe máy và trúng người. Hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến cãi nhau, được mọi người can ngăn thì hai bên bỏ đi. Bực tức, Bảo gọi người, trong đó có việc chuẩn bị dao, mã tấu đi chém Vũ em để trả thù. Khi cả nhóm đến đoạn đường Thuận Giao 20, thì thấy Vũ em và Vui nên đã truy sát. Hậu quả là Vui đã tử vong, còn Vũ em bị thương nặng. Sau khi gây án, cơ quan công an đã bắt giữ Trần Thúc Bảo cùng đồng phạm để điều tra hành vi giết người và cố ý gây thương tích. Riêng việc bỏ trốn, bị công an truy nã.